Mở công tắc là đây là chạy luôn các bạn. Không có chờ 30 giây, 40 giây, 1 phút, 2 phút gì. Mình chạy như vậy là nó tốt cho cái động cơ nha các bạn, chứ không phải là nó xấu đâu. Các bạn đổ máy rồi các bạn chạy tại chỗ là nó cũng không có nhớ, nó không có hoạt động đều hết các bạn. Nhưng mà các bạn nổ máy rồi ba chạy mà từ từ như vậy nè, trong hẻm mình đâu có chạy nhanh được các bạn. Đó thì nhớ nó sẽ điều hết các chi tiết cho động cơ của mình nó tốt thôi, chứ trừ cái trường hợp mà các bạn vừa đề máy mà các bạn vô số các bạn kéo hết ra thì nó mới ảnh hưởng. Cái thời buổi giờ mà sáng đi làm đường đông kẹt xe mà cứ lo ở nhà mình lỡ cái bữa nào vậy trễ chút xíu nổ máy chờ 2-3 phút. Mình chạy xe là rất kỹ các bạn, không phải là không kỹ đâu. Đây bồn bồn hết xe đi uống cà phê các bạn. Giáp các bạn. Rồi chào tất cả các bạn nha. Bạn thích xe, các bạn mê xe, bạn ghiền xe. Thì hôm nay buồn buồn lấy xe đi qua Bình Dương uống cà phê các bạn. Thì cái đường này là đường Hàng Nguyên Giáp, mình đi khoảng 3 cây số thì nó tới cầu Phú Long, là giáp giữa Còn nhà Bình Dương các bạn. Còn đi ngược lại thì cái đường Hàm Giáp mình sẽ nói với cái đường Nguyễn Oanh, đường Gò Vấp đi về mé trung tâm Sài Gòn. Thì cái đường dài khoảng chừng 6-7 km các bạn. Hôm nay bên bạn uống cà phê ở Bình Dương có dự định đi Đà Lạt nhưng mà chưa có đi được. Do thời tiết mấy bữa trước nó mưa bão quá rồi mình cũng ngại, phần nữa là đang gom lúa các bạn. Già lớn tuổi rồi đâu có làm gì ra tiền đâu, mà từ từ gom gom được móc móc được chút đỉnh thì cũng đi được chuyến. Đường này thì đường hỗn hợp hai lên ngược chiều nhau các bạn, chạy thì đường nó đông. Winner thì mình chạy thì cũng thoải mái các bạn. Số 3, số 4 thì đều ra chạy. Thì ra đi chơi vừa chạy xe vừa nói chuyện tâm sự chơi các bạn. Đỡ buồn các bạn ơi. Có một bạn cũng vừa comment hỏi mình là đi chuẩn bị đi Đà Lạt, Sài Gòn Đà Lạt, không biết là đi nhất hãng có ổn không, nhất lỏng quá có chịu nổi không. Thì thật ra thì mình cũng trả lời luôn các bạn, đó là nhất lỏng mà quan mơ là thật ra là nó không phải là lỏng quá đâu, nó là đúng tiêu chuẩn. Xe giờ ta xài nhất 30 mà, xe hơi, xe máy thì xài nhất 30 mà, thì cái lỏng cái đặt thì vấn đề đó không phải là vấn đề lỏng là đi gần được mà đi xa không được các bạn. Đã nhất nào cũng vậy thôi, mình xài thấp nhất đó thì mình đi 50.000 cây số thì cũng vậy, mà 100 cây cũng vậy, mà mình đi vòng vòng tốn 50 cây cũng giống nhau, nó khác vậy. Có những cái suy nghĩ mà chạy đường trường xa nóng máy nó cũng lỏng rồi nữa, làm gì có chuyện đó các bạn. Độ là thì nó ra cấp độ đó thôi, 30 là 30 chứ nó không có độ xuống 20 được, 40 là 40 thôi chứ nó cũng không có độ xuống 30 được.
ổn ra nó cũng cấp nhất không đó đâu. Bạn nghe mấy ông nói tào lao thì thật ra thì bây giờ nhớt 30 á, thì nó rất là tốt, nó là nhẹ các bạn, nó là nó trang đều hết các động cơ, nó bảo vệ động cơ tốt hơn. Do đó là các hãng bây giờ người ta cũng xuống cấp nhớt 30 chứ người ta không có xài nhớt 40 nữa các bạn, chỉ những dòng xe cổ thôi. Bây giờ mình đang lên cái cầu Phú Long, cầu này cũng mới xây dựng hai mấy năm, tức là đi cái cầu cũ đó, cầu sửa, cầu này là bắt qua sông Sài Gòn các bạn, giáp lên giữa bên là Bình Dương, một bên là Hồ Chí Minh. Thì nói chung á thì đi chơi các bạn cũng đi xe rồi cũng hay còn em vẫn sẽ chia sẻ với nhau, nhưng mà cái đa số là các bạn quan tâm về nhớt. Thực ra thì nhớt là giống nhau các bạn, xe phổ thông nó đâu có đòi hỏi là cái nhớt định mình cao cấp nhất, nó phải đi vô đua xe đâu các bạn. Các bạn vô trường đua thì nó hơn đua dài 300 giây, chứ không phải là dây hay ngay. Do đó cái xe nó đòi nhất là cao cấp. Còn cái xe cũng không bình thường, các bạn biết tất cả mọi người thì nó xe cúp, xe riêng là các bạn thấy những cái xe Winner này giống như cái xe công chợ, xe Winner là cũng giống nhau các bạn, như cái xe rút rồi xe xe bình thường, xe phổ thông mà đâu có đòi hỏi phải mà bạn mua cái xe thì theo bình dân phổ thông, các bạn đi làm đi chơi thì các bạn cứ chú tâm vào cái nhớt, cái nhớt đầu rồi đầu tư vô nhớt đó. Tại vì cái đồng tiền nó không phải là bỏ ra sẽ lớn một lần, nhưng mà các bạn cộng đi, các bạn xài con nhớt 400 ngàn, cộng lại các bạn xài một năm, hai năm, ba năm đi, rồi các bạn sẽ thấy cái tiền nhớt nó sẽ đổi lần lại gần bằng chiếc xe của mình. Chiếc xe thì nó chi phí xăng dầu cũng thứ nhất, không phải là nhất không mà sơn xích là một lớp một cái thay. Xe của mình đó là đi nhất riêng nhất hãng là chỉ 100 mấy ngàn thôi, đi mình 2 ngày 2 ngày mấy một thay thôi. Mình đi tới Tây Bắc, đi tới mũi Cà Mau mình đi thấy nó vẫn bình thường, vẫn ổn, mà xe bây giờ đang chạy ngược đi là được 40 mấy ngàn cây rồi, chạy nên là 5-6 năm rồi, đâu có vấn đề gì đâu. Còn mình đi nhất hãng á, mình không có sợ nhất giả nữa các bạn. Bạn cứ sưu tầm ba cái nhất cao cấp, đa số là cái nhất đắt tiền nhập khẩu rồi nó không chứng nhận, còn nhất giả không mà. Các bạn đổ vô gần cứng chai nhất giả rồi các bạn đi cao mua xe. Thì cái nhớt này là cái vấn đề tài mua thở các bạn, thì lâu lâu các bạn hỏi thăm mình thì mình trả lời vậy. Thì các bạn nói cái yên tâm đi, muốn đi Đà Lạt hay là đi đâu Nha Trang là cũng gì ok, thì nhớt thở đi rất là bự ngon nhẹ xe các bạn, mua điều nhớt thở thì nó kêu hơi ồn hơi lớn hơn các bạn, tiếng xe mà mình chạy mình chạy nhanh thì mình đòi cho nó im, nó khó thẻ thì cái tiếp tục cho các bạn, Bluezin nó sẽ im hơn, đó thì nó đâu có vấn đề gì đâu mà phải quan tâm cái vấn đề động lớn mà đâu, cái tiếng xe không có lớn nó đổ đầm đầm hôn thì bạn đừng đổ bơ đổ đã, bạn sợ cái máy nó lớn, nó xào máy mình chả hiểu cái xào máy là gì cả. Máy thì nó chỉ đốc máy với lại nó té, nó kêu những cái đồ mà nó bị lọt ram lọt dên mà nó né nó kêu thôi, không có tự nhiên mà nói như cái bọn nó xào máy. Thì đương nhiên là những cái chi tiết nó gia đập với nhau thì khi nó hoạt động thì phải có
phát ra một cái âm thanh nhất định rồi đó. Ô tô cũng vậy các bạn, máy bay nó còn ồn, nó còn ồn dữ nữa, nó lớn rồi nè, nó đổ lớn rồi nè. Thì lúc trước mình cũng hay làm những cái clip mà nói về sử dụng nhớt á, thì cũng có nhiều vấn đề phức tạp mà mình cũng muốn làm đó. Chẳng ngay thì đi có một bạn comment rồi mình cũng thẳng nói chút xíu về nhớt thôi các bạn. Bây giờ tới là cái địa phận mình nhắn với thêm rồi mình chạy lên chạy đúng các bạn. Khu công nghiệp thì nó nằm ở ngoài mé quốc lộ 1, quốc lộ 13 các bạn. Ở đây thì đa số là nhà vườn, khu dân cư. Xưa ở đây là vườn trái cây nhiều các bạn. Quốc lộ 13 này là có 3 cái lẻo, rẽ phải đi ra quốc lộ 13. Mình đi ở trong này là các bạn thấy. Đi lên chợ 4 rồi mình lên cũng vườn 1 luôn. Thì trước đó, đây là khu vực trái cây bằng cột rồi chôm chôm rồi các bạn, cái cây lá chiêu rừng nhâm nổi tiếng các bạn. Bây giờ thì cái cây nó trồng cát nơi cát xứ, hồi xưa là bằng cột rồi chỉ trồng ở khu vực lá chiêu mà thôi, nhâm do cái tắc phù hợp. Bây giờ cái măng cục mà nó thiêu này nó cũng ngon hơn cái măng cục trồng ở những cái xứ khác các bạn, ngon hơn cả măng cục Thái Lan luôn. Măng Thái Lan thì nó chua, vị nó chua các bạn. Chôm chôm á là cũng ngon, nếu mà cái đất ở đây là nó thích hợp cho cái trái cây dâu rồi các bạn, nó rất là ngon, thơm ngon các bạn. Bây giờ thì trái cây nó nhân giống lên, nó lai tạo đủ thứ rồi, không còn giống ngày xưa nữa. Thì cái đoạn đường này á là nó tập về nó liên tục các bạn, cắt khúc đâu, nó không cho dừng xe các bạn, xe máy gì. Chỉ quen cái đường này biết là tại đất nào đi chứ nếu mà đi xe hơi rồi có những cái cậu đẻ có cắt có mở ra trong nhà trong đây xe hơi là không được. Nó dài quá xe nó cũng phải bắt là ngắn bạch thôi. Rồi bây giờ thì cái đường dài quá là sẽ phải chạy nối đuôi, thì chắc có lẽ vài bữa nữa là mình đi kiếm Hà Lạt chơi các bạn, lâu lắm rồi mình đi Hà Lạt. Xe của mình thì hôm nay là nhà hôm nay là chạy nóng quá, xe của mình là chỉ đi bộ đi du lịch thôi, đi dạo đi bộ các bạn, mỗi một chuyến đi về khi đi là mình thấy ra là đi còn tới như tôi mình cũng chạy trên 40.000 cây rồi, rất là yên các bạn. Thì màu sắc thì nó cũng hơi 5-6 năm rồi, nó cũng hơi xuống một xíu nhưng mà nó cũng rất là đẹp các bạn, đang là bạc màu rồi. Xe là không dán keo không là tiên chắn bụng gió thì cái riêng như thế. Các bạn biết rằng một chiếc xe riêng đó là mình đi tới đâu, mình đi Hà Nội, đi Tây Bắc, đi chẳng đi gì đó cũng sợ nó
theo đạo á, là đi là phải coi chừng các bạn, đi là phải đi đông, nói gì là cứu giúp lẫn nhau á. Nếu theo đạo đi Sài Gòn là phải dễ gì đó, còn theo đạo là nó vậy, là chấp nhận chơi rồi. Đi một chuyến về là phải thoải mái ra là cái này cái xe đổ là không chạy thì ngon, chạy thì sướng, đây nó chạy hơn cái xe bình thường. Xe bình thường chạy 100 thì nó đổ lên chạy 150 bốc. Những xe đổ thì cái này nhớ thì những xe đổ thì sao, dù xe đi nó xe phổ thông về thì thứ nhất chung là lâu lâu là các bạn sẽ mà thăm mình đó. Giờ mình cứ nói đi nói lại có cách là quan trọng. Giờ mình có chiếc SH á, sợ nhất 30, nhất điện, nhất thách là 120 các bạn. Vô mấy cái hẹp ra đó, nó con nhất ti luôn. Thì yêu cầu nó muốn thay nhất định. Xe có 100 triệu, vài 100 triệu, cũng cài nhất thẻ nhất phi hơn ham. Xe đó là mình có đi xa rồi nghe, cũng hơi dần dần khó nhận. Mình đến đây đó thì đi ra đi cũng xuống. Đây là tới chỗ bún. Khu vực hồi xưa là cái cây xưa tới mùa là rất là đông luôn, khách du lịch dọc về cái biển này. Xe chạy đã luôn các bạn. Vậy khi mà số nhẹ lắm các bạn, mình không biết là các bạn nói sao, mình đá số là nghe nó kêu chặt 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 nhẹ nhàng. Dẫn bóc cho mình từng nha các bạn, mình mới đi một chuyến các tỉnh miền Tây về chạy quay tôi lên luôn. Thì mình lên uống cà phê với bạn mình thì chút nữa mình sẽ dọc cái đường đi mình về, một cái đường đi qua Hà đi qua đò đó, đò An Sơn về xã Nhị Bình huyện Hóc Môn, nó nói là đường vòng về quận 2 thì nó cũng gần các bạn, nó nói vậy chứ lòng vòng cũng 5-7 cây số nha. Đây tới chợ bún nè các bạn, chợ này cũng hơn 100 năm xây dựng năm 1913. Tới đây mình tạm dừng như đâu đây các bạn, đây chợ bún nè, ở đây rất là lâu rồi, có sửa chữa lại rồi. Ghé uống cà phê với bạn mình xong rồi mình sẽ đi cái ngõ khác mình về. Lâu quá rồi đi uống cà phê nói chuyện tào lao các bạn chơi nha, tạo chào tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn trong cái video tiếp theo. Phơi sớm à? Phơi đá. Tôi mới tới 8 giờ tôi điện về, tôi nghĩ là chắc 9 giờ mới ra.